thì đây sẽ làm cái top 1 dành cho Yuumi Hao nếu không có bất ngờ xảy ra. Nếu mà bên phía BN Yutun, nhưng bây giờ thì BN Yutun họ đang có những tình huống mở sang bên phía cánh phải. Gấp được một thì sẽ là đột biến. Wildcat bị confirm bởi vị trí của Cuvette, nhưng đây sẽ không phải là vấn đề. Tình huống giờ đang là hai tình huống mở, hai player mở cánh trên đội hình BN. Hậu Korea cũng cho mình được mạng Mickey. Đó là cái thành viên Hero chứ không phải bên phía team BN. Vậy là Hero họ mở được thêm một người. Tiếp tục là bắn lỗi dành cho vị trí Cuvette. Bắn trượt rất nhiều dành cho vị trí Cuvette và bye bye Cuvette. Suda cũng cho mình được mạng Hậu Korea. Và bây giờ Suda lại là người đang cứu các thành viên bên phía team Yuumi Hao. Trong khi đó thì Cuvette bắn rất kinh. Vâng, tình thế vừa sẽ là 2v1 và Neo Cora ngay lập tức muốn đẩy lên và ăn các thành viên bên phía nhau. Ô, làm gì đây, đi xe để du ư? Có vẻ như là và đó thì có confirm vị trí ở Cuvette. Ở đây thì Vin vẫn còn vị trí ở Bensu bên phía Xenos, trong đó T không ở đây. TZ cũng đang còn một người. Sát. Vậy là Kudo đã nằm xuống rồi, bên phía thành viên TZ họ dừng lại top 3. Hai team thì bây giờ sẽ là 2v1 và dấu chấm hết dành cho vị trí ở Bensu. Bây giờ góc của Bensu công rất khó nha, khi ở dưới đó là một góc thấp hơn. Góc đẩy càng rất khó ở đây, có vẻ như sẽ là cái top 1 thứ hai dành cho đội hình bên phía team Yuumi Hao. Rất bất ngờ ở đây, Bensu đã bị lốc vị trí rồi. Ui, đó một cái lên tốt tới vị trí của Bensu. Và bây giờ sẽ tưởng solo kill giữa Mickey thứ tư và Bensu. Để xem nào, nào. Đây rồi, sẽ là tình huống cân hai không? Đây quả nên trả ra không, đó là quả lửa đến từ vị trí của Yuumi Hao, đến từ Mickey. Bensu đang cố gắng gắt rổ. Bây giờ là tình huống mở và đó là cửa AK mở đến vị trí Mickey. Nhưng top 1 dành cho các thành viên bên Yuumi Hao. Bình xưa mình đang là đội tuyển mà có lẽ là đang được hiểu là thứ nhất trong vòng này. Một quả nét tốt từ vị trí của Tom knockout đi. Say bye bên phía Made in Việt Nam rồi. Có lẽ đây là một đợt tập gây nguy quyết công. Những quả nét được trả ngược lại thế nên Made in Việt Nam cũng là cực kỳ khó chịu nha, chưa thể nói trước được bất cứ một điều gì đâu. Thêm những tên nét nữa được ném vào tới thì VGaming và Chua đang tăng lên với Barry ở trên tay. Ai sẽ là người chiến thắng trong tình huống combat này đây? VGaming tạm thời vẫn đang là người có lợi thế hơn về mặt nhân sự khi đây là một tình huống 4v3. Tiếp tục là những tình huống mở cánh rồi. Chua ơi, Chua đang tăng lên. Tuấn Z cũng vậy, một tình huống công cực kỳ mạnh mẽ từ VGaming, nhưng ngay lập tức thì Tuấn Z nằm xuống rồi. Poacher cũng bị hạ gục. Cái quái gì thế này? Chua là cái tên thứ ba bị nằm xuống bên phía của VGaming. Một lối chơi rất khác hoàn toàn so với bộ mặt của bên phía Team Đích mùa vừa rồi. Và bây giờ quả nết. Và bây giờ sẽ là Ghé chủ động đứng dậy và đầu phó công của thành viên phía TV Gaming rồi. Đình Gỗ mất đi hai người, chỉ còn mỗi vị trí làm một cái đi và Ghé thôi. Đội này bắn cánh rất là khỏe, nhưng bây giờ họ lại bắn cam nhà. Chính xác, thực sự luôn. Bây giờ lợi thế rất nhiều anh bên phía Team V Gaming. Lamborghini chưa ghe thì sao đây? Liệu rằng Lamborghini có được 1v4 không? Không đâu. Không đâu, vì đã là VGaming bye bye cao rồi. Và tiếp tục là ghe đang có tình huống bắn lỗi cho nóc bài đến từ vị trí ghe rồi. Và liệu tình huống cân 4 đi không đây? Tôm sẽ tình huống solo vị trí ghe nhưng không được rồi. Thiếu chút nữa ghe có thể cân 4 nhưng rõ ràng vẫn đang tình huống bắn quá cháy đến các thành viên bên phía VGaming. Bắt đầu quả nét được cầm trên tay của cả Lamborghini cũng như là Frankie rồi. Tôi thì tôi nghĩ là biết rồi. Vấn đề là họ không dám công mà thôi, khi đây là hai tay súng chủ lực của Dingo Xavier ở thời điểm hiện tại. Đây sẽ là một pha 2v3 đến từ hai tanker hàng đầu của Việt Nam. Tiếp tục là bom mìn được trả ra cực kỳ khó chịu, và với một cái setup bắn chéo cửa lên như thế này thì không hề có bất cứ một cơ hội nào dành cho VGaming cả. Đây nào rồi. Đi qua smoke ư, và không bao giờ từ chối những lợi thế ở đâu. Lamborghini có được cho mình một mạng rồi, double kill. Trời ơi. Và toàn bộ đội hình VGaming bị clear chỉ với hai thành viên bắn kẹp chéo của Dingo Xavier.